Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ 25 phút ngày hôm qua theo giờ Moscow, máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không khu vực Tatarstan gặp tai nạn trong lúc hạ cánh ở sân bay thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan, miền trung nước Nga. Ít nhất 50 người gồm hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng khi chiếc máy bay phát nổ và bốc cháy. Vụ tai nạn một lần nữa khiến đợt tổng kết cuối năm về tai nạn giao thông hàng không ở Nga nhuốm màu u ám, khi năm ngoái họ bị Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA liệt vào danh sách đen các quốc gia có số vụ tai nạn tăng cao, bất chấp hàng không toàn cầu đã có nhiều cải thiện về mức độ an toàn. Theo người phát ngôn của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, chiếc máy bay xấu số này do hãng hàng không của Cộng hòa Tatarstan điều hành. Chiếc máy bay đang thực hiện hành trình từ sân bay Domodedovo ở thủ đô Moscow đến Kazan trên chuyến bay mang số hiệu 363, nhưng gặp nạn ngay khi đáp xuống sân bay quốc tế Kazan. Hiện con số thương vong đang khác nhau tùy theo từng nguồn tin. Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho hay có 52 người trên khoang và có thể đã thiệt mạng. Còn theo thông báo của Cơ quan Hàng không Liên bang thì cho biết có 50 người, gồm 44 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, có mặt trong chuyến bay và tất cả đều tử vong. Hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Phó Thủ tướng Tatarstan cho biết, Irek Minikhanov, 24 tuổi, con trai của Tổng thống Tatarstan, và ông Alexander Antonov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Tatarstan, cũng nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ máy bay trên. Trong danh sách các nạn nhân không có người Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, sau khi lao xuống đất và phát nổ, chiếc phi cơ bốc cháy, các xe cứu hỏa phải mất 1 giờ đồng hồ mới có thể khống chế ngọn lửa. Tại hiện trường, những gì còn lại chỉ là đống tro tàn và những mảnh xác nhỏ của phi cơ. Công ty bảo hiểm của hãng hàng không sẽ phải trả tiền bồi thường trị giá khoảng 93.700 đô la Mỹ cho mỗi gia đình có người thiệt mạng trong tai nạn máy bay. Một lễ tang dành cho những nạn nhân xấu số đã được ấn định diễn ra vào ngày hôm nay. Trước thông tin vụ việc, Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự cảm thương sâu sắc với người thân của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ máy bay ở sân bay Kazan. Ông Putin gọi đây là một bi kịch khủng khiếp. Hãng hàng không Tatarstan thành lập từ năm 2000, gồm 8 máy bay, trong đó có 2 máy bay Boeing 737. Chiếc máy bay gặp nạn được sử dụng từ thập niên 1990, được Nga mua lại từ năm 2008. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc. Có thể nói an toàn hàng không đã trở thành một vấn đề nan giải đối với chính phủ Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Kể từ năm 2010 đến nay, đã có 10 vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Nga, cướp đi sinh mạng của tổng cộng 213 hành khách và thành viên phi hành đoàn, 60 người khác bị thương. Giới chức Nga cho rằng, phần lớn tai nạn máy bay xảy ra do trình độ thấp của phi công và sự thờ ơ của các hãng hàng không nhỏ và vừa đối với việc bảo dưỡng, nâng cấp phi cơ chở khách. Hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin trong Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho rằng các phi công đã phạm lỗi khi cho máy bay thực hiện cú đáp lần hai, khiến máy bay lao xuống đất. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nói thêm về khả năng có lỗi kỹ thuật của máy bay. Máy bay đang cố hạ cánh vài lần, một trong các thùng chứa nhiên liệu phát nổ trong khi máy bay đang hạ cánh. Ủy ban điều tra cho biết đã tiến hành điều tra xem có bất kỳ vi phạm quy định an ninh hàng không nào hay không, cũng như các vấn đề kỹ thuật, lỗi của phi công hay do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ngoài việc điều tra hiện trường, các điều tra viên cũng thu thập tài liệu, lấy mẫu nhiên liệu và dầu nhớt được bơm cho máy bay, cũng như kiểm tra quá trình bảo dưỡng máy bay. Theo một nguồn tin tại Cơ quan Quản lý Vận tải Hàng không Liên bang Nga, Rosaviatsia, thì thời tiết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn máy bay ở Kazan là bình thường vào khoảng thời gian này trong năm. Trong khi đó, theo các phương tiện truyền thông địa phương, gió lớn và trời nhiều mây tại sân bay ở thành phố Kazan vào thời điểm máy bay đang gặp nạn. Nhiệt độ ở khu vực này ở trên 0 độ C. Các lý do khác cũng đang được các nhân viên điều tra xem xét, bao gồm nhiên liệu chất lượng kém. Khi cách đường băng khoảng 500 mét, phi hành đoàn trên máy bay đã thông báo động cơ không sẵn sàng hạ cánh. Và hãng tin RIA Novosti dẫn lời một đại diện của Ủy ban điều tra cho biết máy bay được cho là chạm cánh xuống đất khi hạ cánh. Một chuyên gia về tai nạn hàng không, phi công Vladimir Gerasimov cho biết trên Russia Today rằng ông nghi ngờ một sai sót của phi hành đoàn đã khiến máy bay không tiếp đường băng chính xác trong lần hạ cánh đầu tiên. Mặc dù vậy, nhận định này có thể chỉ được kiểm tra sau khi dữ liệu trong hộp đen của chiếc máy bay được phân tích.
Thưa quý vị và các bạn, Boeing 737 là loại máy bay chở khách phổ biến nhất trên thế giới kể từ khi nó bắt đầu phục vụ con người từ năm 1966. Từ đó tới nay đã xảy ra 170 vụ tai nạn liên quan tới máy bay này. Tuy nhiên, hiện giới chức hãng máy bay Boeing nổi tiếng vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ tai nạn mới nhất này. Boeing 737 bắt đầu được sản xuất từ năm 1967 với hơn 5.000 chiếc đã được giao cho các hãng hàng không trên toàn thế giới. Theo ước tính, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, cũng có khoảng 1.250 chiếc 737 đang hoạt động và trung bình mỗi 5 giây có một chiếc 737 cất hạ cánh. Tuy nhiên, thế giới đã chứng kiến nhiều sự cố của máy bay 737 với những trục trặc về mô-đun điều khiển khiến phi công mất kiểm soát. Song hãng Boeing mới chỉ đưa ra báo cáo rằng phi công nhầm hướng, bão tuyết, lỗi ở hệ thống điều khiển, không tặc bắn phi công, được coi là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên những vụ tai nạn thảm khốc nhất đối với phi cơ Boeing 737 từ khi nó bắt đầu phục vụ con người từ năm 1966. Chiếc máy bay xấu số gặp nạn ở Nga trong vụ tai nạn mới nhất chính là máy bay Boeing 737-500, là máy bay chở khách hai động cơ tầm trung và ngắn, bắt đầu hoạt động từ năm 1987. Loại máy bay này có thể chở được 108 đến 132 hành khách và buồng lái gồm hai phi công. Chiếc máy bay gặp nạn được hãng hàng không Tatarstan Airlines mua và khai thác từ tháng 12 năm 2008. Phát ngôn viên của hãng hàng không Tatarstan Airlines cho biết, chiếc máy bay gặp nạn đã hoạt động được 23 năm và đã trong quá trình bảo dưỡng định kỳ. Trước khi được hãng hàng không Tatarstan mua năm 2008, chiếc Boeing 737 trên đã qua tay nhiều hãng hàng không khác nhau, gồm Arala từ năm 1990 đến 1992 và Air France từ năm 1992 đến năm 1995 của Pháp, hãng hàng không quốc gia Uganda Airlines, hãng hàng không Riosul của Brazil, công ty cho thuê Ansett Worldwide Aviation Service có trụ sở ở Dublin, Ireland, Blue Air của Romania và Bulgaria Air. Đây không phải là lần đầu tiên chiếc máy bay này gặp các sự cố. Hãng tin Interfax dẫn lời một điều tra viên cho biết, năm ngoái nó đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở Kazan khi đang trong hành trình tới Moscow. Khoảng 20 phút sau khi cất cánh, thiết bị cảnh báo đã kích hoạt do giảm áp suất trong buồng lái. May mắn không ai trong số 78 hành khách trên máy bay bị thương. Thưa quý vị, khi xã hội ngày càng hiện đại thì nhu cầu sử dụng máy bay để đi lại ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, những sự cố liên quan đến máy bay gần đây như vụ rơi máy bay ở Lào khiến 49 người thiệt mạng đã và đang là một hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn hàng không trên thế giới. Những thông tin mới nhất về vụ rơi máy bay ở Nga sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên các bản tin tiếp theo trên kênh VTC14. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đang gây nhiều tranh cãi vừa được chính quyền Manta công bố. Trong khi Mỹ và nhiều nước châu Âu đang đau đầu với nạn nhập cư trái phép và cố gắng bảo vệ biên giới của họ khỏi những cuộc xâm nhập bất hợp pháp, thì Manta, một đảo quốc nhỏ bé ngoài khơi Địa Trung Hải, lại có một giải pháp khác. Đầu tuần trước, chính quyền Manta đã thông qua kế hoạch thu hút những người có giá trị cao tới quốc đảo này thông qua việc bán quyền công dân với giá 650.000 euro, tức là khoảng 845.000 đô la Mỹ mỗi người. Mặc dù thông tin ra bán quốc tịch này khá gây sốc, song Manta không phải là nước châu Âu đầu tiên và duy nhất bán hộ chiếu. Hoạt động này từ trước đến nay vẫn bị cho là chỉ để thu hút tài chính và giới nhà giàu về châu Âu. Theo đó, bất kỳ ai đủ 18 tuổi trở lên cũng có thể mua quốc tịch Manta để trở thành công dân hợp pháp của quốc đảo này. Việc trở thành công dân Manta cũng có nghĩa những người này sẽ được quyền sống và làm việc thoải mái trong 28 nước thành viên Liên minh châu EU. Manta đã là thành viên của EU, đã gia nhập khu vực đi lại không biên giới Schengen và có thỏa thuận miễn xin visa nhập cảnh vào Mỹ. Hiệp ước Schengen là hiệp ước về đi lại tự do một số nước châu Âu ký kết. Ngoài lợi ích rất lớn kể trên, người nhập tịch Manta còn được hưởng các dịch vụ công cộng của đất nước như trường học và chăm sóc y tế. Nếu họ có vợ hoặc con dưới 18 tuổi, phí xin quốc tịch của những người phụ thuộc này chỉ là 25.000 euro mỗi người. Hãng tin AP cho hay, chính quyền Manta sẽ điều tra quá khứ phạm tội của những người nộp đơn mua quốc tịch, nhưng không bắt buộc họ phải đầu tư hoặc sinh sống tại đất nước này. Giới chức Manta ước tính sẽ có khoảng 200 đến 300 đơn xin nhập quốc tịch nước này mỗi năm. Chương trình bán quốc tịch của Manta sẽ được áp dụng trong vài tuần tới. Theo Thủ tướng Manta Joseph Muscat, chương trình bán quốc tịch trên nhằm đem lại thu nhập cho đất nước, đồng thời thu hút những người có tiềm năng đầu tư vào đảo quốc. Ông ước tính việc bán quốc tịch sẽ mang về cho chính phủ Manta khoảng 30 triệu euro, tương đương 40 triệu đô la Mỹ trong năm đầu tiên. Khoản tiền này sẽ giúp cho Manta xoa dịu được phần nào thâm hụt ngân sách.
Ông Musk tin rằng kế hoạch này sẽ thu hút được các cá nhân giàu có, những người có thể giúp thay đổi được nền kinh tế của Manta. Dự kiến một công ty tư nhân sẽ đứng ra quảng bá kế hoạch mua bán quốc tịch này. Theo tính toán của chính phủ Manta, khách hàng tiềm năng của chương trình này là những người giàu có tới từ các nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh như Nga và Trung Quốc. Hiện tại, nhu cầu mua quốc tịch của châu Âu cũng đang tăng mạnh từ Trung Đông và Bắc Phi khi làn sóng cách mạng mùa xuân đang tràn qua đó. Tuy nhiên, chương trình này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của phe đối lập. Phe đối lập ở Manta nói rằng tiến trình xem xét những người có tiềm năng thiếu sự minh bạch. Ông Simon Busuttil, lãnh đạo Đảng Dân tộc Chủ nghĩa đối lập, thậm chí còn thề sẽ thu hồi các tấm hộ chiếu nếu đảng của ông nắm quyền trở lại. Không chỉ vậy, ông này còn đe dọa sẽ công bố danh tính và khiến những người này e ngại. Theo quy định hiện nay, việc tiết lộ tên tuổi không phạm luật nhưng hành động của chính quyền đang làm giảm giá trị quyền công dân. Manta là quốc đảo nằm giữa Italia và Hy Lạp, là thành viên EU và khối Schengen. Nước này cũng có thỏa thuận miễn thị thực với Mỹ. Chính phủ của ông Musk cho rằng những người giàu có mua quốc tịch Manta sẽ đầu tư vào nền kinh tế Manta. Trong khi đó, đa số người dân Manta phản đối việc giao bán quốc tịch này, đặc biệt là các thành viên đảng quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc. Theo một cuộc khảo sát trên tờ Manta Today, thì chỉ có 26% số người được hỏi tán thành với chương trình này, trong khi 53% phản đối, số còn lại không có ý kiến. Tuy nhiên, Manta không phải là quốc gia duy nhất ở châu Âu giao bán quyền công dân vì lợi ích kinh tế. Theo giới quan sát, lý do Manta có thái độ chào đón những người nước ngoài giàu có chủ yếu là vì tài chính. Với quy mô dân số nhỏ, chỉ hơn 400.000 dân, 30 triệu đô la Mỹ dự kiến thu từ đợt đầu của hoạt động bán quốc tịch, rõ ràng là con số khổng lồ chảy vào ngân khố quốc gia, được dự báo sẽ giảm mạnh do chính quyền cắt giảm 25% thuế điện trong năm tới. Chính quyền Manta còn đang hy vọng sẽ tăng cường danh tiếng quốc tế của mình thông qua việc thu hút các ngôi sao thể thao và người nổi tiếng tới nhập tịch. Và Manta không phải là quốc gia châu Âu duy nhất giao bán quốc tịch. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính làm rung chuyển các nền kinh tế châu Âu hồi năm 2008, nhiều nước thành viên như Bồ Đào Nha, Ireland và Macedonia đã đưa ra các gói lợi ích khác nhau để thu hút giới lắm tiền nhiều của, bao gồm cả việc cấp quyền định cư và quyền công dân. Tây Ban Nha hiện cấp quyền định cư cho bất kỳ ai tiêu ít nhất 500.000 euro, tương đương 650.000 đô la Mỹ vào hai công trình bất động sản, hoặc đầu tư ít nhất 2 triệu euro, tương đương 2,6 triệu đô la Mỹ, mua trái phiếu chính phủ. Hungary cũng bán hàng chục nghìn tấm hộ chiếu cho những người tới từ các nước xung quanh họ, bao gồm Serbia, vốn chưa gia nhập EU. Đổi lại, những người này phải bỏ ra khoảng 250.000 euro, tương đương 325.000 đô la Mỹ để mua trái phiếu. Họ cũng phải thỏa mãn hai điều kiện, có một ông, bà hoặc bố mẹ là công dân Hungary và có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ nước này. Đầu năm nay, Cộng hòa Sip đã triển khai quy định rằng những người nước ngoài bị thiệt hại ít nhất 3 triệu euro vì cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra tại nước này có thể làm đơn xin cấp quyền công dân. Phần lớn những người bị ảnh hưởng là dân Nga. Sip còn cắt giảm khoản tiền đầu tư cần thiết để được cấp quyền công dân nước này từ 10 triệu euro xuống còn 3 triệu euro. Một tài liệu đăng trên trang web mạng di cư châu Âu xuất bản hồi tháng 11 năm 2012 nói rằng Hà Lan cũng có kế hoạch cấp quyền định cư cho người nước ngoài có ít nhất 1,25 triệu euro trong tài khoản ngân hàng của họ. Theo mạng di cư châu Âu, chương trình của Hà Lan nhắm tới đối tượng là những người giàu Trung Quốc đang muốn ra nước ngoài sinh sống và họ hoàn toàn có khả năng mua quyền định cư ở Canada, Singapore hoặc Mỹ. Trong khi đó, các chuyên gia lại xếp hạng chương trình giấy phép định cư vàng của Bồ Đào Nha là đề nghị hấp dẫn nhất châu Âu. Người ta chỉ cần đầu tư tài chính ít nhất 1 triệu euro, tương đương 1,3 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm, hoặc mua nhà trị giá 500.000 euro, hoặc tạo ra 10 việc làm là sẽ được định cư lâu dài và tương lai là nhập tịch vào nước này. Cùng lúc, Anh có chương trình đầu tư hạng nhất, những người tham gia chương trình này và bỏ ra hơn 1,6 triệu đô la Mỹ đầu tư sẽ dễ dàng được cấp phép cư trú dài hạn tại Anh. Không chỉ có mục đích thu hút người giàu, những quốc gia này còn hy vọng chương trình này sẽ giúp họ đối phó với tình trạng nhập cư trái phép. Mặc dù gần như ngay lập tức chương trình bán quốc tịch của Manta vấp phải sự phản đối từ người dân trong nước, thì từ Bruxelles, phát ngôn viên Liên minh châu Âu Michel Sekon nói rằng Manta và các thành viên khác có toàn quyền quyết định trong việc cấp quốc tịch cho ai và như thế nào. Có thể nói rằng, quyết định của chính phủ Manta trước mắt sẽ thu hút được những người giàu từ các quốc gia mới nổi và phần nào chống lại được những kẻ môi giới của làn sóng nhập cư bất hợp pháp.
Tuy nhiên, nếu chỉ bán quốc tịch mà không cân đối tới những yếu tố văn hóa, bản địa hay sự hài hòa giữa người nhập cư và người bản địa, Manta hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.